tri ân các thầy cô giáo nhân dịp 20 tháng 11 đã trở thành truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Thế nhưng tri ân như thế nào để vừa thể hiện được tấm lòng biết ơn với thầy cô lại vừa mang lại ý nghĩa thiết thực là điều không phải ai cũng làm được. Vài năm trở lại đây, ở các thành phố lớn thường có xu hướng tặng thầy cô những chiếc bánh xinh xắn được làm bởi chính bàn tay của người đi tặng. Có người cho rằng tặng những chiếc bánh rất thiết thực cho cuộc sống lại không bị cho là thương mại hóa. Tuy nhiên, làm bánh lại không dễ, không phải ai cũng biết làm. Nhưng để giúp quý vị và các bạn vừa có một món quà ý nghĩa tri ân thầy cô lại vừa thao tác thật đơn giản. Sau đây chương trình Ngon và Lành sẽ giúp các bạn trang trí một chiếc bánh kem bơ đặt trong hộp quà rất xinh xắn mà chắc chắn những người được tặng cũng sẽ rất hài lòng. Xin chào các bạn, mình là Trần Minh Phượng. Facebook của mình là Mẹ Hùng Gấu. Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm một mẫu hộp hoa nhân dịp sắp đến ngày 20 tháng 11. Như các bạn biết đấy, nếu mà đến ngày 20 tháng 11 mà chúng ta tự chuẩn bị một phần quà để tặng cho thầy cô giáo của chúng ta hay là thầy cô giáo của con sẽ vô cùng ý nghĩa, thể hiện được tấm lòng chân quý của chúng ta đối với lại sự dạy dỗ của những người thầy. Chính vì vậy cho nên thành ra là ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng những chất liệu sẵn có trong gia đình để làm ra những cái phần quà mà rất là ý nghĩa. Các bạn thấy ở trên tay mình là một chiếc hộp. Chiếc hộp giấy này chúng ta có thể tái sử dụng lại bằng cách là chúng ta sẽ làm thành một chiếc hộp quà. Ở bên trong này thì chúng ta sẽ đặt bánh và hoa ở trong này. Thì như các bạn thấy là ở nhà chúng ta sẽ có những cái hộp như là hộp giày chẳng hạn. Thì các bạn sẽ sử dụng những chiếc hộp như thế này. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ cần phải sử dụng thêm những dụng cụ khác nữa, như là kéo để cắt này. Các bạn sẽ sử dụng thêm giấy nến nhé. Chúng ta sẽ mua những cái giấy nến để nướng bánh. Dụng cụ này hoàn toàn hợp vệ sinh để sử dụng cho thực phẩm. Nên là chúng ta sẽ sử dụng thêm. Ở đây là mình chỉ cần dùng một tờ thôi. Chúng ta sẽ chuẩn bị giấy nến ở đây này. Các bạn sẽ chuẩn bị một chiếc cốt bánh. Chúng ta có thể sử dụng bất kỳ một loại cốt bánh nào mà chúng ta yêu thích. Và sau đó chúng ta sẽ cắt vừa với khuôn hộp này. Chúng ta sẽ cắt lui lại sau với thành hộp khoảng chừng tầm 1cm. Và mình sẽ trà láng kem tho thôi, xong rồi cho vào trong tủ đông để cho đông lại. Tiếp theo thì một chút nữa mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để cho vào trong hộp này. Ngoài ra thì chúng ta sẽ cần phải có ở đây là thứ nhất là kem bơ, thứ hai là những dụng cụ dùng để làm hoa như là chiếc đuôi ở đây. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người bông hoa là bông hoa phiêu nở. Ngoài ra thì chúng ta sẽ sử dụng thêm những cái loại quả cũng như là những bông hoa phụ để deco làm cho khối hoa chúng ta xem linh hoạt hơn và sinh động hơn. Ngày đầu tiên thì là phần hộp này chúng ta sẽ để sang bên cạnh để chúng ta chuẩn bị phần hoa trước. Sẽ là bông hoa màu tím hồng. Cần sử dụng thêm ở đây là có dù và gỗ này, kéo để gắp hoa này. Và phần kéo sắt này thì chúng ta sẽ thao tác khi mà chúng ta làm ở trên phần chúng ta cho bánh vào trong trong hộp. Đầu tiên là mình sẽ làm hoa trước. Mình sẽ bắt đầu hướng dẫn làm thao tác. Ta sẽ cho phần kem vào bên trong này, tút bao kem theo hai chiều để cho không khí trượt ra dần dần này. Đấy, các bạn vuốt từ từ thôi, thì các bạn sẽ tránh được trường hợp là có kem, có không khí ở trong bao kem. Đấy, sau khi nghe thì tiếng phọt tức là không khí đã đi ra hết rồi. Thì bây giờ bắt đầu chúng ta sẽ bắt đầu thao tác làm hoa. Mình sẽ cắm thẳng phần đầu nhụy vào đây. Cắm này giúp bóp đây. Chúng ta sẽ cần phần kem màu xanh nên mình sẽ bóp đấy, ra đến phần kem màu xanh. Mình sẽ đi phần nhụy màu xanh này. Mình sẽ bóp 5 nhụy màu xanh này. Sau đó thì mình sẽ thay vào đó là phần đầu nhụy màu vàng. Đầu tiên là chúng ta sẽ cắm này, bóp này, kéo sát ở bên trong này. Sau khi đi lớp mà trong cùng kéo sát ôm sát bên trong thì chúng ta sẽ bắt đầu kéo thẳng tay này. Các bạn bóp nhẹ tay thì đường kem đi ra sẽ nhỏ và thanh mảnh. Sau khi chúng ta đi xong phần nhụy chúng ta có thể thao tác một chút là chúng ta lấy phần đầu đuôi chúng ta hơi gạt nhẹ phần đầu nhụy này vào trong, hướng vào phần trong phần nhụy. Đó. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi đến phần cánh. Để phần cánh của chúng ta đi được đẹp và tự nhiên, chúng ta sẽ luôn luôn làm cho bao kem của chúng ta thật căng như thế này.
thì chúng ta sẽ chỉ cần ra lực rất nhẹ và mảnh thôi là chúng ta đã có được phần cánh mỏng này. Đầu tiên này, chúng ta sẽ đi phần cánh thật là mỏng và nhỏ, ôm sát vào trong phần nhụy. Các bạn có thể đi đâm vào trong giữa luôn. Sau đó này, bắt đầu chúng ta đi thành cánh ôm vào trong này. Mình đi một phần cánh nhỏ, một phần cánh to, ôm sát vào phần nhụy cũ. Cho bông hoa chúng ta nở dần tự nhiên. Để đỡ cho những cánh hoa nở xòe ra không bị xỉu xuống dưới, thì chúng ta sẽ đỡ thẳng đường kem xuống dưới cánh luôn. Ví dụ như cánh này nhá, hơi nở ra một chút này, chúng ta sẽ đỡ nhẹ phần kem ở dưới luôn. Bên này ta sẽ nhìn thấy chúng ta đang đỡ cánh vào đây để cho cái cánh hoa chúng ta không bị xỉu ra ngoài. Trước khi hạ bông hoa xuống thì mình sẽ ngắm để cho bông hoa của mình tròn đều. Sau đó thì mình mới dừng tay lại. Sau khi mà chúng ta nhìn từ trên xuống thấy bông hoa của chúng ta tròn đều rồi thì bắt đầu chúng ta sẽ hạ bông hoa này xuống. Các bạn thấy là phần hộp hoa của chúng ta không quá là to. Chính vì vậy cho nên thành ra là chúng ta sẽ chuẩn bị khoảng chừng tầm 3 bông hoa mẫu đơn và sau đó chúng ta sẽ làm thêm một phần hoa phụ nữa để chúng ta để co kín ở trong phần trong này. Thì tiếp theo mình sẽ chuẩn bị một bông hoa mẫu đơn nhỏ hơn nữa. Mình sẽ bắt đầu đi thao tác phần cánh này. Ôm thật sát vào bên trong. Khi các bạn đi ôm sát vào như thế này thì các bạn sẽ thấy là phần cánh hoa này sẽ hơi hơi hé nở ra ngoài và như vậy chúng ta sẽ vẫn nhìn được phần nhụy lấp ló ở bên trong này. Nhìn sẽ rất là đẹp. Ở bên ngoài chúng ta sẽ đi ít cánh lại thôi ạ. Chúng ta có thể đi 3, 3 và 3, tức là chúng ta đi 3 cánh và 3 cánh. Hơi lắc nhẹ tay một chút thì đầu cánh sẽ hơi gân tự nhiên. Một bông nhỡ hơn ở đây. Đó. Thì như các bạn biết là nếu như mà khi làm hoa mà chúng ta linh hoạt giữa hoa to và hoa nhỏ thì sẽ làm cho cái khối trang trí để co trông thật hơn. Chính vì vậy cho nên thành ra là chúng ta nên có các cỡ bông khác nhau. Ví dụ như là có bông thật to, có bông hơi nhỡ nhỡ và có bông nhỏ mini. Thì như vậy thì trông khối hoa của chúng ta sẽ rất là đẹp. Phần này mình sẽ đi phần nhiều cánh hơn nữa. Rồi, chúng ta có một bông hoa ở đây rồi. Như vậy là ta đã đủ phần hoa mẫu đơn. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục làm sang một phần hoa phụ nữa. Để làm ra những chiếc quả xinh xắn thì chúng ta sẽ sử dụng đuôi sao khép có số là 225 để chuẩn bị phần này. Mình sẽ cho phần bao kem màu đỏ vào đây. Chúng ta sẽ chuẩn bị sẵn kem bơ màu đỏ. Rồi, chúng ta sẽ đi vừa phải như thế này thôi. Phần này thì rất là đơn giản thôi. Các bạn chỉ việc cắm và rút. Nhưng mà có một điều rất là quan trọng, chúng ta không được để cho đầu đuôi chúng ta bị bẩn. Chúng ta sẽ luôn luôn cho phần đầu đuôi thật là sạch. Thì khi bóp chúng ta sẽ có phần cánh rất là sắc nét, cắm thẳng này, bóp này, rút này. Bóp này, rút lên này. Cái này thì hoàn toàn là chúng ta có thể làm được, không cần phải kỹ thuật gì nhiều ạ. Các bạn chỉ cần lắp đuôi vào, cắm, bóp và rút lên. Chút nữa chúng ta sẽ gắn xuống gần như không nhìn thấy phần chân nữa. Chúng ta đã có đủ hai quả ở đây. Thế bây giờ thì việc của chúng ta sẽ là làm thế nào để giải quyết chiếc bánh này vào trong chiếc hộp. Thì đầu tiên chúng ta sẽ chuẩn bị phần giấy nến. Các bạn sẽ đặt chiếc bánh của các bạn lên, các bạn sẽ ướm thử và chúng ta sẽ gấp phần giấy làm sao mà để cho vừa đúng với lại phần đáy ở đây luôn. Mình sẽ gấp mẫu qua trước. Chúng ta sẽ chia phần giấy của chúng ta ra làm 3 phần. Chúng ta sẽ gấp áng vào thôi. Đó. Sau đó thì chúng ta sẽ đặt chiếc bánh của chúng ta vào giữa ở đây luôn. Mình sẽ đặt vào giữa của cái khối giấy này.
phần giấy của chúng ta lên, cho phần giấy của chúng ta dính vào trong phần thân bánh luôn nhé. Chúng ta sẽ cấp phần mép này luôn, cho vuông vắn ở trên chiếc bánh này luôn. Bây giờ thì bắt đầu chúng ta sẽ ôm nguyên như thế này và thả trong chiếc hộp chúng ta. Chúng ta thả tay xuống như vậy nhá. Thì cái phần giấy này này sẽ còn lại, với chúng ta sẽ gấp mép vuông vắn ở trên phần hộp này luôn. Để chút nữa khi chúng ta đóng nắp vào thì phần giấy này sẽ không bị xô ra, và ngoài ra sẽ là phần dễ hơn cho người được tặng, đó là các bạn ấy sẽ cầm luôn vào phần mép giấy này và nhấc lên. Đó, như vậy là người được tặng hoàn toàn có thể ăn chiếc bánh này mà không phải cậy cái hộp ra, đúng không? Mình sẽ bơm kem lót vào cái góc này trước. Mình sẽ dán đều kem lót ở bên dưới này. Đó, nhấc bông hoa lên này. Chúng ta sẽ đặt bông hoa vào phần cao nhất ở trên này. Xoay phần hộp cho dễ đặt nhất. Đặt thẳng vào đây. Rồi, ta sẽ đặt hơi né vào đây một chút. Bông hoa xuống. Thế là khi chúng ta đưa vào thì chúng ta nhẹ nhàng đặt xuống bên cạnh bông hoa to. Nhớ ấn bông hoa xuống để cho bông hoa nằm ở trong phối kem này. Chúng ta sẽ đặt theo khóm, chúng ta sẽ đặt bông này bên cạnh luôn. Ấn xuống. Ấn để cho các bông hoa cao bằng nhau. Thế, cuối cùng là chúng ta đặt thêm quả vào. Ta sẽ cho vào bên góc này để... tiếp nốt một quả nữa, ta sẽ đặt vào góc bên này ạ. Sau đó thì bắt đầu là mình bắt đầu cho nhụy vào. Chúng ta sẽ bơm những cái phần khoảng xanh vào trước đã. Xong sau đó chúng ta mới đi thêm các phần nhụy vào để che đi khoảng trống ở trong này. Các bạn nên đi thành nhiều những cái chùm nụ nhỏ bên trong để làm cho khóm hoa chúng ta trông tinh xảo hơn nữa. Thì chúng ta đi những cái nụ nhỏ thì trông sẽ đẹp. Rồi bây giờ mình sẽ đi nốt phần lá ở bên góc. Các phần thì để tránh cho cái việc mà bị chạm vào trong phần cạnh hộp, chúng ta sẽ đi phần lá ở bên góc để vừa giữ cho phần giấy không bị chạm vào phần hoa, và để deco cho kín hết phần đấy cho nhanh. Thì chúng ta sẽ đi thêm một ít phần lá vào. Các bạn có thể xem. Ở đây thì mình sử dụng rất là nhiều màu xanh đậm và màu đỏ ở trong này để làm nổi bật phần hoa của chúng ta lên. Mình làm nền bằng rất nhiều nụ và lá ở bên dưới. Chắc chắn với những chiếc bánh kem sống động được đặt trong chiếc hộp như thế này sẽ mang lại cảm giác vô cùng thích thú và ngạc nhiên với người được tặng. Bởi khi mở hộp, những bông hoa xinh xắn đáng yêu và vô cùng đẹp mắt sẽ khiến cho người ta muốn ngắm nhìn mãi. Thay vì tặng những món quà mang tính thương mại theo trào lưu như hiện nay, thì chúng ta nên tự tay làm những chiếc bánh vừa thiết thực vừa hàm chứa nhiều tình cảm, ý nghĩa.